không làm mấy cái phong bia lần nó tâm chả làm mà bấm biên tắc cọc tiền lãng tắc cọc bỏ ốc bên bạch ngọt luôn ở tên bác ban này vô rồi khốn mắng bác ban này ờ bấm biên tắc cọc bỏ ốc cho ốc đây thì hắn tắc cọc là tục thấp lắm xé cái biên bò bố ấy mà này mà chị đang lên chung mà nó làm chăm chụp cho con cái là nôm bốn thì nôm đây này em sọc xé mà yên con mà nó lên sao chị nè à thì anh chú cũng trong này thì anh mấy vợ đang ngồi chơi nhọt phải đang chơi chơi với những cục thân muốn thì lại cô chú về đường đang chơi với những cố mà rất bình tay. Bắt cái ngõ bị trăng quá ở bang quá đã đang ngõ bé xoay thì giờ có nó ngày đặt được tay xoay vậy, tôi được tay xoay không? Tay xoay đó là bỏ. Cái phèn nó mổ được teo bị o. Nên gấp bí ra rồi này, gấp bí này. Mà hơi còn tay. Tham có đất xẻ chứ bằng không có bán miên xẻ miên là steak bao sai nó đã ăn lợp nó phải chui bạc nó tăng bạc đấy không nè tí thì anh mà thử đấy ok như thế thì anh chặt chay nói là tí bằng nó không có bỏ xoay nữa nên bây giờ bỏ rồi đúng không anh đang tới mấy mấy cái đám pi tới mà đám pi đám pi đấy đám mồi chứ mà đám pi đâu pi ha sao đám pi mình rồi yêu tích hết riêng cho tích hết to thay mà đám pi ban thì anh còn cùng đám ông mưa đám miền đuông mình đấy chứ thằng lấy trăm thì mẹ tí thì trăm tấm ninh trăm thì trời tầm bây giờ thì máu là bay quái bây giờ thì đấy có thể đi viên máu à bên viên máu bên trong là tia khiêng máu đấy rồi đợi xong sao tu là người máu cái con trò mới trò thôi. Không biết nhé. Thì cụ thị bây giờ nói ngoài rồi, tao phải chuyện kia rồi vắng lại cho ông đó. Mẹ về hao vậy. Vô lại nát đã lại nắng tí tí nữa, lại nát lại nắng vô. Cái đó vì áp chúa về phần nào về khỏi tập đánh cho anh chẳng được đã tới chứ ngay thì lường lên thôi, lên ráng đã mất, cứ ăn, trái cây nhiều viên lắm.
miền cream hòm cream cream ngày cái nóng lấy cream mà giờ mình tặng bạn cho người tôi giờ mà trái gì đây cho anh được không bạch trong phơi cầm ra lịch thân bạch ngồi vào đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.